Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng nông cụ của Mỹ. Lần này mình giới thiệu với anh em về cái mẫu cuốc chim mini chuyên dụng để anh em ta trồng cây cảnh, trồng rau củ quả trong vườn. Đây là một cái mẫu cuốc chim rất lâu rồi mới về, một cái mẫu hay nói là rất là thông dụng để anh em ta làm vườn. Thì tổng thể thì cái cuốc chim mini này nó thiết kế là một cái đầu chuyên dụng đầu nhọn để mà anh em nó moi móc đá và một đầu để móc đất. Cái bầu của nó này, cái bầu của nó là cái bầu đi, cái bầu để móc đất nha anh em. Nó thiết kế là để chuyên dụng để anh móc những cái bầu lớn. Thì cái mẫu này nó thuận lợi trong việc đào đất. Thì tổng thể thì cái cán của nó thì nó dài là 32 phân. Cán của nó là 32 phân nha anh em. 32. Và cái bầu lưỡi này nè, cái bầu của cái cuốc chim mini hạng H này, nó có ký hiệu hình mặt người với một cái chữ H này. Đó. Là cái bầu của nó là nó 6 phân. Chỗ cái này là 6 phân, riêng chính giữa cái bầu là nó 8 phân. Đó. Còn cái độ cao của nó thì tổng thể thì nó cao là 24 phân. Trọng lượng thì 850 gram, rất là nhẹ, rất là gọn trong lòng bàn tay khi anh em cầm sử dụng. Cây cuốc này mình phải nói là nó rất là tuyệt vời trong việc làm vườn, trồng cây cảnh, trồng rau củ quả, móc xới đất. Thì cây cuốc chim hạng H này mình bán với giá là 350 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây, chỉ về được vài cây thế này thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Thiết kế phải nói là đẹp, cán thì cán lõi sợi thủy tinh bọc cao su có móc treo, tiện lợi lắm. Cán này là anh em tha hồ sử dụng, không lo chuyện hư hỏng, nó biết bao giờ hư được đó. Cán này nó bền cực kỳ, anh em đào phá cậy bấy rồi không có lo gãy cán như cán gỗ đâu đó. Hàng của Mỹ nó làm chất lượng, cái nào ra cái đó. Rồi, giá là 350 ngàn, anh em đã sở hữu một cây cuốc chim mini của hãng H này rồi. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.